Trong ngày mà World Cup 2022 chính thức khởi tranh tại Qatar, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức có lẽ chính là cổ động viên Việt Nam hạnh phúc nhất khi anh sẽ đến với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh cùng một vai trò đặc biệt là người trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Để có được cơ hội tuyệt vời mà bất kỳ một cầu thủ Việt Nam nào cũng mơ ước, Hoàng Đức đã phải trải qua một hành trình với rất nhiều những chông gai, những vấp ngã tưởng chừng như đã từng đánh gục sự nghiệp của anh. Nhưng sau tất cả, sao trẻ của Viettel đã biết cách nắm lấy cơ hội của bản thân để giờ đây, anh chắc chắn sẽ là ngôi sao quan trọng hàng đầu của đội tuyển quốc gia Việt Nam tại AFF Cup 2022. Ngược dòng thời gian để trở lại với thời điểm năm 2017, khi mà đội tuyển Việt Nam làm nên lịch sử với tấm vé tham dự World Cup dành cho lứa tuổi U20 thời điểm đó. Đó là cơ hội ngàn vàng mà lần đầu tiên trong lịch sử có một cấp độ của đội tuyển quốc gia Việt Nam có mặt tại sân chơi danh giá nhất của cả thế giới. Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã thực sự khiến cho hàng triệu con tim của đất nước hình chữ S cảm thấy tự hào với chiến tích lịch sử ở thời điểm đó. Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức thời điểm đó cũng chính là sao trẻ nằm trong thành phần của đội tuyển U20 Việt Nam. Thậm chí sao trẻ của Viettel thời điểm đó cũng chính là nhân tố quan trọng trong lối chơi của tuyển trẻ Việt Nam. Nhưng để rồi trong trận đấu với U20 New Zealand ở giai đoạn vòng bảng, Hoàng Đức đã không thể cụ thể hóa một cơ hội ăn bàn rõ rệt ở khoảng cách 5m. Cú sút có thể coi như là đá bay mọi cơ hội tìm kiếm tấm vé đi tiếp của U20 Việt Nam. Một cú sút mà có lẽ đã từng khiến cho người hâm mộ Việt Nam phải xem đi xem lại rất nhiều lần vì sự khó tin của tình huống dứt điểm này. Đó cũng là thời khắc mà một sao trẻ mới đôi 10 như Hoàng Đức phải đối mặt với vô số những áp lực tới từ người hâm mộ cũng như truyền thông vì đã bỏ lỡ cơ hội lịch sử năm đó. Nhiều người hâm mộ cũng cho rằng cũng chính vì pha bỏ lỡ lịch sử đó mà những cái tên như Bùi Tiến Dũng, Quang Hải, Đức Trình bước ra ánh sáng vòng chung kết U23 châu Á sau đó, còn Hoàng Đức lại chỉ đóng vai trò của một kẻ phụ. Nhưng cũng phải nói rằng Hoàng Đức ở thời điểm đó được xem như là một thủ lĩnh của chính U20 Việt Nam nhờ vào sự điềm đạm trong lối chơi của mình. Do đó tiềm năng của ngôi sao người Hải Dương cũng là điều mà một bộ phận không nhỏ những người hâm mộ có thể nhận ra và kỳ vọng vào một sao trẻ có thể đứng dậy sau vấp ngã để tỏa sáng trong tương lai. Không nằm ngoài sự kỳ vọng tới từ người hâm mộ, mùa giải sau đó đã thực sự chứng kiến sự bùng nổ trong lối chơi của Hoàng Đức cùng với câu lạc bộ Viettel. Sự đa năng của ngôi sao người Hải Dương đã đóng góp một phần quan trọng cho chức vô địch giải hạng nhất quốc gia 2018 và thăng hạng lên V-League vào năm 2019. Chính sao trẻ của Viettel thời điểm đó cũng đã được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải, chính thức giúp cho ngôi sao của đội bóng áo lính có được bước ngoặt trong sự nghiệp của mình. Thời điểm đó Hoàng Đức tạo ra ấn tượng nhờ vào sự khéo léo trong lối chơi cùng cái chân trái cực ngoan. Như đã nói với nền tảng thể hình ấn tượng, Hoàng Đức có thể thi đấu ở nhiều vị trí khác nhau nơi hàng tiền vệ, khi anh vừa có thể trở thành một cỗ máy phân phối bóng hợp lý, cũng như hỗ trợ cho khả năng phòng ngự của Viettel. Xuất sắc là vậy, nhưng cơ hội trong màu áo đội tuyển quốc gia vẫn chưa thực sự mỉm cười với Hoàng Đức, khi mà trong tay huấn luyện viên Park Hang-seo có quá nhiều ngôi sao ấn tượng khác. Cơ hội dành cho Hoàng Đức trong màu áo đội tuyển chỉ thực sự tới vào giai đoạn cuối năm 2019, đầu năm 2020 với khởi đầu chính ở kỳ SEA Games 30 tại Philippines. Người đã mang về cho đội tuyển U22 Việt Nam tấm huy chương vàng quý giá không ai khác chính là ngôi sao quê gốc Hải Dương với một cú nã đại bác từ ngoài vòng cấm vô cùng đẹp mắt. Bàn thắng cho thấy sự trưởng thành cùng cách mà Hoàng Đức đứng lên sau những vấp ngã cũng như áp lực trong quá khứ. Để rồi tiến tới vòng chung kết U23 châu Á năm 2020, Hoàng Đức có cho mình bàn thắng đầu tiên trong màu áo tuyển trẻ Việt Nam với cú volley quyết đoán vào lưới U23 Thái Lan. Bàn thắng chắc chắn đã giúp cho Hoàng Đức có thêm động lực để vươn mình tới những mục tiêu cao hơn trong tương lai. Chức vô địch V-League 2020 một lần nữa, giống như lời khẳng định đanh thép của ngôi sao quê Hải Dương đối với người hâm mộ về tài năng thực sự của mình. Hai bàn thắng cùng 5 đường kiến tạo là một thành tích đủ ấn tượng đối với một gương mặt mới chỉ 22 tuổi ở thời điểm đó. Và màn trình diễn ấn tượng của ngôi sao Viettel đã giúp cho anh dần xác lập được vị thế cho riêng mình. Cái tên Nguyễn Hoàng Đức dần ghi dấu ấn trong đông đảo tiềm thức của người hâm mộ bóng đá Việt Nam và giúp anh dần trở thành một ngôi sao sáng trên bản đồ bóng đá Việt Nam. Năm 2021 có thể coi là bước ngoặt trong sự nghiệp của Nguyễn Hoàng Đức với vô số những sự kiện đã làm thay đổi cuộc đời của sao trẻ này. Thời điểm đó Hoàng Đức vốn đã thu hút được sự chú ý của đông đảo người hâm mộ trên khắp đất nước hình chữ S. Một chàng tiền vệ có khuôn mặt thư sinh cùng phong thái đĩnh đạc, tự tin trong lối chơi đã mang tới một luồng gió mới cho các cấp độ trẻ của Việt Nam và có lẽ chỉ còn chờ một cuộc gọi từ huấn luyện viên Park Hang-seo. Thời điểm đầu năm 2021, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng gặp phải một chấn thương nghiêm trọng và buộc phải rời xa sân cỏ trong một khoảng thời gian dài. Khi đó, đội tuyển quốc gia Việt Nam đang chinh chiến tại vòng loại thứ hai World Cup của khu vực châu Á với rất nhiều kỳ vọng vào việc có thể tạo nên lịch sử. Ba trận đấu cuối cùng đối với những chiến binh sao vàng đều là những cuộc đối đầu vô cùng quan trọng, có thể quyết định trực tiếp số phận của Việt Nam. Và cuối cùng thì ông Park cũng đã đặt niềm tin vào cậu học trò mang tên Nguyễn Hoàng Đức. Phải nói thêm ngôi sao người Hải Dương ở thời điểm đó
vốn đã là một trụ cột của câu lạc bộ Viettel và có được những dấu ấn nhất định ở cả một sân chơi châu lục như AFC Champions League. Nhưng trong màu áo tuyển quốc gia, Hoàng Đức chỉ được coi là kép phụ cho tới khi đội tuyển quốc gia rơi vào cơn khủng hoảng ở khu vực trung tuyến. Có mặt ở vòng loại thứ hai World Cup của khu vực châu Á, Hoàng Đức sớm khẳng định được tài năng của mình khi bên cạnh có cả những người đàn anh lẫn những đồng nghiệp cùng trang lứa. Trước những cuộc đối đầu với những đối thủ được đánh giá cao hơn như Ả Rập Xê Út cùng đội tuyển Úc, tiền vệ của Viettel vẫn biết cách để lại dấu ấn cho riêng mình khi trở thành cầu thủ đứng đầu về số tình huống thu hồi bóng thành công cũng như khả năng dứt điểm cùng số cơ hội tạo ra cho đồng đội. Ở trận đấu sau đó với Trung Quốc, ngôi sao của Viettel trở thành cầu thủ được AFC chấm điểm cao nhất đội tuyển Việt Nam và cũng là lần thứ hai liên tiếp mà sao trẻ này có được một màn trình diễn ấn tượng đến vậy. Xuyên suốt chiến dịch vòng loại World Cup khi đó, Hoàng Đức đã tự mình thuyết phục được ông thầy người Hàn Quốc nhờ vào sự tự tin cùng tư duy chơi bóng thông minh, hiện đại. Không chỉ tìm được hướng đi đúng đắn cho sự nghiệp cá nhân, sự xuất hiện của Hoàng Đức cũng giúp cho Quang Hải hoàn toàn được giải phóng ở khu vực trung tuyến và giúp cho đội tuyển quốc gia có thêm rất nhiều những phương án tấn công khác nhau. Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Sương từng chia sẻ, Hoàng Đức là một trong những phát hiện mới tích cực của tuyển Việt Nam. Rốt cuộc, huấn luyện viên Park Hang-seo đã tìm được người đá cặp bên cạnh Tuấn Anh trong lúc Đỗ Hùng Dũng chưa thể trở lại sau chấn thương. Anh đã thực sự sẵn sàng để nhận gánh trách nhiệm nhiều hơn ở tuyển Việt Nam. Trước những khó khăn cũng như áp lực từ việc Covid-19 hoành hành mà khiến cho bóng đá Việt Nam chững lại, Hoàng Đức vẫn biết cách nắm bắt lấy cơ hội để tạo dựng được một dấu ấn riêng cho mình. Nỗ lực khẳng định vị thế trong màu áo Viettel cũng như quyết tâm tìm kiếm cơ hội ở đội tuyển quốc gia Việt Nam của sao trẻ này đã được đền đáp xứng đáng với danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam 2021. Việc có thể vượt qua những đồng đội trong màu áo quốc gia như Quang Hải hay Tiến Linh có thể xem là một bước đệm tinh thần cực lớn để chân truyền này có thêm động lực tiến tới những mục tiêu lớn hơn trong tương lai. AFF Cup 2022 sẽ lại là một sân chơi để Hoàng Đức khẳng định được vai trò cũng như vị thế của bản thân trong màu áo đội tuyển quốc gia. Cơ hội để Đức cho người hâm mộ thấy rằng không chỉ có Quang Hải mà chính tiền vệ của Viettel cũng là gương mặt không thể thiếu với đội tuyển Việt Nam. Không chỉ nắm bắt cơ hội để ghi dấu ấn cá nhân vào lịch sử bóng đá Việt Nam, đây còn là cơ hội để tiền vệ của Viettel đưa tên tuổi của mình tới với những câu lạc bộ hàng đầu châu lục với mục tiêu chắc chắn phải là tìm kiếm cơ hội cọ sát ở những nền bóng đá hàng đầu. Hai năm vừa qua, Đức lại được thi đấu nhiều nên lại càng trưởng thành hơn. Với cầu thủ điều quan trọng nhất là được ra sân thi đấu, vì chỉ có đá nhiều thì họ mới vỡ ra nhiều vấn đề. Nếu được ra nước ngoài, đặc biệt là các nền bóng đá phát triển ở châu Á, Hoàng Đức sẽ còn phát triển hơn nữa. Đó là những gì mà huấn luyện viên Trương Việt Hoàng từng chia sẻ về Hoàng Đức giai đoạn đầu năm 2022. Với nền tảng kỹ thuật tốt cùng tư duy chơi bóng hiện đại, không khó để tiền vệ quê Hải Dương thu hút được ánh nhìn của những đội bóng quốc tế. Do đó, Nguyễn Hoàng Đức chắc chắn đang nắm trong tay cơ hội ngàn vàng để khẳng định bản thân và chứng minh cho tất cả thấy rằng anh chính là một ví dụ tiêu biểu cho những cá nhân có thể đứng dậy mạnh mẽ từ những vấp ngã trong quá khứ. Cách pre-order tập 2 của Chuyện Bí ẩn Ozone dễ nhất. Cách 1, pre-order qua quickscan.vn. Đầu tiên hãy truy cập vào đường link mà chúng mình đã chia sẻ. Đối với máy tính, các bạn hãy đăng nhập trực tiếp bằng tài khoản Quickscan đã có sẵn. Nếu chưa đăng ký tài khoản Quickscan, mọi người có thể link với Facebook hoặc Gmail để đăng ký nhé. Còn nếu bạn muốn đặt mua qua điện thoại, hãy truy cập đường link bằng cách sao chép đường dẫn tới trình duyệt web có sẵn trên điện thoại như Safari, Internet. Sau đó, bạn có thể đăng nhập tài khoản có sẵn hoặc đăng ký một tài khoản mới qua Facebook hoặc Gmail. Tại đường link vừa truy cập, bạn có thể dễ dàng đặt mua truyện theo số lượng mong muốn bằng cách lựa chọn như trên hình. Sau khi đã ấn chọn mua, hãy vào giỏ hàng của bạn để lựa chọn hình thức thanh toán phù hợp cùng địa điểm nhận hàng nhé. Bạn có thể sử dụng ví WeScan siêu tốc, quét QR code VNPay hoặc thanh toán khi nhận hàng để có được tập 2 bộ truyện tranh Bí ẩn Ozone nhé. Cách 2, pre-order qua website taqua.vn. Đầu tiên hãy truy cập website taqua.vn theo đường dẫn mà chúng mình chia sẻ. Tại đây bạn có thể ấn vào logo góc phải màn hình để đăng ký tài khoản Taqua thông qua Facebook hoặc Gmail. Bạn cũng hoàn toàn có thể đăng ký bằng những thông tin cá nhân của mình theo hướng dẫn tại đây nhé. Sau đó bạn hãy chọn ngay phần cửa hàng góc trên cùng để có thể truy cập vào hệ thống cửa hàng của Bí ẩn Ozone. Tại đây bạn có thể chọn mục truyện để order tập 1 của Bí ẩn Ozone và tất nhiên bạn cũng có thể pre-order ngay tập 2 của Bí ẩn Ozone tại đây bằng cách ấn vào cuốn truyện bạn muốn sở hữu. Bạn có thể lựa chọn số lượng mong muốn ngay tại đây, sau đó chọn mua ngay để có thể tiến hành thanh toán. Hãy điền những thông tin cá nhân của bản thân để có thể nhận được sản phẩm một cách nhanh nhất. Bạn có thể thanh toán qua hệ thống VNPay hoặc thanh toán khi nhận hàng nhé.
Đặc biệt mọi người đừng quên, nếu pre-order tập 2 của bộ truyện Bí ẩn Ozone từ ngay bây giờ thì bạn sẽ nhận được tấm lịch World Cup 2022 độc quyền từ Taqua nhé. Chúc mọi người thành công.